Anh Thạch Dễ là ai? Anh Thạch Dễ là ai? Là một người tính tình vui vẻ. Đi về. Nhục. Tức cô quá mà. Là một nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, chuyên cướp của người giàu, chia cho người nhà. Thấy chuyện bất bình thì bỏ đi, gặp gái xinh thì thả thính, không bao giờ dính. Tại sao cổ phiếu tuột 30%? Kem của chúng ta có chứa chất bảo quản quá mức quy định. Tất cả cửa hàng của mình đều bị niêm phong luôn đó chị. Còn cửa hàng của tôi đâu? Còn chi nhánh của tôi giải quyết làm sao? Tiền đâu? Này đứng ra giải quyết ngày hôm nay đây. Bà Hiến Thủy đâu rồi? Ra đây. Bà Thủy ra đây. Anh ta được xem như công thần lập quốc. What the... Phải không?